Tiếp nối thành công dự án 8X dành cho giới trẻ, Hưng Thịnh Land đã tổ chức mở bán dự án 8X Thái An. Đây là dự án thứ hai trong chuỗi căn hộ này. 8X Thái An do Hưng Thịnh Corp đầu tư cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Đất Lành, dự kiến bàn giao căn hộ vào quý 4 năm 2015. 8X Thái An tọa lạc tại đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp, giáp ranh quận Tân Bình, vị trí thuận tiện cho việc đi lại và giao dịch với trung tâm thành phố, đồng thời gần siêu thị, trường học, sân bay, bệnh viện, ga điện ngầm. Dự án cao 11 tầng với tổng số 200 căn hộ, có diện tích từ 54 đến 60 m vuông. Đặc biệt 100% các căn hộ trong dự án đều có mức giá từ 725 triệu đến dưới 1 tỷ đồng một căn. Khách hàng sẽ được ngân hàng cho vay 80% với lãi suất thấp.